Xin chào tất cả các anh em nha. Trước đây mình có giới thiệu một cái video giới thiệu của bạn hướng dẫn nhận 0.05 tóc cần GFT đây. Bạn nào đó làm theo dáng này thì các bạn click vào phần link thứ nhất của mình, mở cái link form ra các bạn để tôi cần phân phối cho các bạn. Thì để phân phối được các bạn click phần link thứ hai của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn tóc cần nha các bạn. Rồi các bạn điền lại email tài khoản trên sàn tóc cần nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username tại Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn chụp lại cái màn hình balance siêu shop nha các bạn. Thì các bạn bấm vào balance nha các bạn. Rồi các bạn chụp lại màn hình giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn gỡ lại cho cái form các bạn. Một tô cần này đã list sàn là tô cần và nó có giao dịch qua cặp ETH và USDT rồi nha các bạn. Thì link sàn là tô cần thì mình đã dưới phần link mô tả luôn các bạn. Và một cái video hướng dẫn các bạn đăng ký sàn la tô cần và KYC luôn các bạn. Rồi các bạn chọn anh tư thiết bị nha các bạn. Rồi bạn tạt nè. Rồi giờ siêu mà. Rồi các bạn bấm tải lên nha các bạn. Ok, rồi bạn bấm gỡ nha các bạn. Ok, mình hướng dẫn các bạn rút token EFT đây nên cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nha.